CDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Quảng trường huyền thoại tại Phú Quốc ra mắt với quy mô lên đến 3,6 hectare, tương đương với 5 sân bóng tiêu chuẩn FIFA, rộng hơn quảng trường Ba Đình Hà Nội. Tại đây, Grand World Phú Quốc sẽ chiêu đãi du khách Việt bằng 3 công trình biểu tượng mang đậm bản sắc văn hóa và tinh hoa của người dân Việt Nam. 1. Công trình huyền thoại tre. Ngay khi bước vào, du khách sẽ được chiêm ngưỡng công trình tre đồ sộ mang tên Huyền Thoại Tre, tọa lạc ngay chính giữa quảng trường, được thiết kế bởi bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa với chiều cao là gần 15m, diện tích lên đến 700m2. Công trình Huyền Thoại Tre Grand World Phú Quốc là sự kết hợp của 32.000 cây tre tầm vông được chọn lọc kỹ càng từ Tây Ninh, thể hiện các biểu tượng đặc trưng của đất nước như hoa sen, trống đồng, như một lời khẳng định với du khách rằng dù hành trình tiếp theo du khách khám phá những vùng đất nào trên thế giới thì vẫn xuất phát từ niềm tự hào và tinh thần của người Việt Nam. 2. Sân khấu tinh hoa Việt Nam. Cũng tại quảng trường Huyền Thoại, một công trình cũng hoành tráng không kém được xây dựng để mang đến những trải nghiệm văn hóa Việt Nam đỉnh cao, đó chính là sân khấu tinh hoa Việt Nam. Sân khấu sẽ diễn ra những màn trình diễn mang đậm bản sắc Việt, được sáng tạo bởi đạo diễn Việt Tú, người được mệnh danh là phù thủy sân khấu, với các show diễn nổi tiếng như bài hát yêu thích, Sao Mai Điểm Hẹn, chương trình âm nhạc quốc tế Coco Fest, Tata Show. 3. Việt Nam Cổ Trấn. Một địa điểm check-in văn hóa Việt Nam chưa từng có tại Phú Quốc chính là Việt Nam Cổ Trấn. Nơi đây hội tụ rất nhiều công trình nhà ở mang đậm hơi thở Việt Nam xưa cùng với những hoạt động nghệ thuật đầy hấp dẫn, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc không thể nào quên đối với du khách. Không chỉ mang đến cho du khách niềm tự hào và dâng cao tinh thần dân tộc, quảng trường huyền thoại Grand World Phú Quốc sẽ là nơi khởi nguồn cảm xúc để dẫn dắt du khách bước vào một hành trình khám phá thành phố không ngủ, vạn sắc màu đầu tiên của Việt Nam, đồng thời lan tỏa rộng rãi bản sắc văn hóa và tinh hoa của đất nước Việt Nam.